Vâng ạ, xin kính chào tất cả anh em đến với kênh bán hàng của bên em nhá. Và đây hôm nay này về được vài cặp Party House các bác nhá. Vài cặp Party House Bass 30 lo full. Đấy, DH12. Đấy. Hàng mới Chila các bác nhá. Đấy. Và trong video ngày hôm nay bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em số điện thoại này các bác nhá. Và trực tiếp cho em số điện thoại này. Các bác đi qua kênh thì nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em các bác nhá. Nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em. Vâng ạ. Cái cặp DH12 thì nó quá là tên tuổi rồi đúng không ạ? Quá là thân thiện với tất cả mọi người rồi. Thực ra cái cặp này nó có cái những cái nhiều cái ưu điểm. Thứ nhất là thùng nó rất là gọn gàng, xinh xắn, đẹp, thùng cân thôi nhá. Đánh bass sâu. Đó, tiếng rất là êm nhá, không bị chói tai. Đấy các nhá, tiếng rất là phê. Thì đây là nó luôn là hàng mới các bác nhá. Hàng còn nguyên phần thùng như này các bác nhá. Đây mấy khui ba chiếc ra cho anh em xem, vừa nghe vừa xem luôn. Thì em quay trước mà là khi chưa mở lưới, và đây là mở lưới ra rồi các bác nhá. Và chút xíu em sẽ quay đầy đủ thông tin bên trong, nội dung bên trong. Và giá của bên em mới bán cho anh em một cái giá cực kỳ là yêu thương cho anh em luôn. Đấy, cực yêu thương cho anh em luôn. Đấy các bác nhá. Đây ạ, tôi nhìn chưa? Đây con này thì bát 30 này, bát lục giác này, màng bóng này, gân vải tầm dầu này các bác nhá. Ok cho anh em. Thì cái kiểu chép này thì nó đặc biệt đặc chủng riêng của cái hãng này thôi, thì nó thật với các bác là không lẫn vào đâu được rồi đúng không ạ? Và đây bây giờ đây ạ, tiếp theo em sẽ khui cho các bác chuột gan bên trong luôn. Đây, con này nó bát của nó quá khủng rồi. Con này nó có cái bát với cái phân tần của nó thì quá khủng rồi. Đây, em quay cho bác bát trước nhá. Chép trước này xong bắt đầu đến phân tần sau. Tiếng con này thì nó rất là êm dịu, rất là dễ nghe các bác nhá. Đấy. Rất là sướng luôn. Đây đây, ok. Bát đây ạ. Bát của nó là từ 190. Từ 190 có 76 coi nhá. Cái từ nó quá là vật vã luôn. Đấy, cái bát của nó thì các bạn nhìn là đẳng cấp chưa? Nó đẳng cấp cao rồi đúng không ạ? Bát 30 từ 190 có 76. Đó. Đây, cho các bác xem cả. Đây, các bạn nhìn nhá, côn cước của nó này. Côn trong nhỉ, các bạn nhìn chưa? Đấy, nhìn côn sẵn này. Đấy. Màng đẹp luôn. Đấy, các bạn nhìn cái bát của nó luôn. Quá khủng khiếp rồi đúng không ạ? Và chép đây ạ, chép của nó là chép côn, chép là từ 115 côn 44 coi nhá. Bát là từ 190 côn 76, còn nó chép là từ 115 côn 7 côn 44 coi nhá. Đấy, toàn bộ là cốc nhôm này. Coi nhá, cốc nhôm này. Và đây. Bây giờ em cho các bác xem cái phân tần của nó khủng khiếp chưa? Các bác nhìn cái phân tần của nó thì các bác nhìn đi phê. Các bác nhìn chưa? Đấy, riêng phân tần của cái dòng này thì nó quá đẳng cấp rồi. Các bác nhìn chưa? Đấy, Party House. Các bác nhá. Đấy, và nên nội dung bên trong bông nước đầy đủ các bác nhá. Đấy, các bác nhìn chưa, bông rất là chất này. Đấy, các bác nhìn chưa? Đấy. Phân tần to như quyển sách luôn. Đấy, ok chưa? Rồi. Ôi. Bạn. Rồi ok. Tiếng tăm con này thì nó quá là đẳng cấp rồi, không cần phải suy nghĩ đâu các bác nhá. Đấy. Và chờ một chút em sẽ quay đằng sau cho các bác xem về cái nội dung đằng sau nó ghi những cái gì. Con nhá. Đây. Party House này. Party House DH12 này. Công suất 400W 8 ohm này. Đấy. Tem mác đầy đủ cho các bác luôn. Xe ghi mã quy mã vạch. Đấy, mã vạch của nó luôn. Đấy. Thùng thì sơn sần đẹp luôn. Có nhá. Sơn sần đẹp luôn này. Cái kiểu dáng này thì nó chung mà các bác nào mà để trong những không gian gia đình mình xếp lên trông rất là đẹp đúng không ạ? Rất là yêu thương. Trông nhìn rất là sang xinh đấy. Đấy. Thương hiệu Party House thì nó hàng nó quá nổi tiếng rồi, cũng không cần quảng cáo nhiều đúng không ạ? Thì cặp này nó là hàng mới của China các nhá. Mới China. Thì bên em đang bán cho anh em giá là 5 triệu 2 một đôi. 5 triệu 2 một đôi. Đây, tiếng của nó thì rất chắc. Có nhá. 5 triệu 2 một đôi thôi. Là giá này tại cửa hàng các nhá, không bao ship các nhá. Đấy, các bác nào mua thì cộng tiền ship vào. Đấy. Tiếng êm, lét. Đấy. Và kích thước của nó thì cao của nó là 58 các bác nhá. Cao 58, sâu đây là 38 và ngang chỉ có 34, rất là gọn gàng các bác nhá. Cái kiểu dáng này thì thực sự là đang là xu thế của bây giờ rồi. Còn rất nhiều anh em thích những cái kiểu dáng như thế này. Có
đâu nhá, thì nó gọn gàng để xếp đâu được. Đấy, và nó rất thẩm mỹ. Còn nó nhiều cái loa thì nó không có trồng ngang nhỏ như đâu, nhiều loa nó còn to hơn nữa, rất là xấu không nhá. Đấy, cái kiểu loa như này thì với cái giá 5,2 triệu và cái chất lượng âm thanh như thế này quá đẳng cấp luôn. Đấy, bên em thì nhập chủ yếu là giao buôn cho anh em, nên là cái giá để cho anh em ra rất tốt không nhá. Đấy, rất tốt cho anh em, 5,2 triệu một đôi không nhá. Giá tại cửa hàng, còn bác nào mua thì cộng tiền ship vào. Còn bác nào mua mà gần khu nhà em có thể đến nhà em mua trực tiếp luôn, hoặc là gửi xe rất là rẻ các bác nhá, gửi xe rẻ. Đấy, gửi bưu điện cũng rất là rẻ. Thực ra những cái đôi này nó có đóng thùng rất là gọn gàng này, gửi rất là rẻ các bác nhá. Đấy, giá 5,2 triệu một đôi. Đấy, tại cửa hàng, bác nào mua thì cộng tiền ship vào các bác nhá. Đấy, cộng tiền ship vào là bên em ship được. Ok. Đấy, 5,2 triệu một đôi các bác nhá. Chất chưa? Quá trời chất luôn các bác. Đấy. Anh em nào có nhu cầu mua thì các bác gọi điện trực tiếp giúp em số này các bác nhá. Các bạn đi qua kênh thì nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em các bác nhá. Xin chào tất cả anh em.